Tiếp theo là khai tâm. Cái quái gì thế này? Bố ơi, thêm một củ hành và củ gừng nữa nhé. Đây là hình ảnh đàn chút chít khi mà mới sinh. Còn bây giờ, đàn chút chít đã được hơn 1 tháng rồi, cần phải tiêm phòng các bạn à. Đàn chút chít thì chưa được tiêm phòng lần nào, nên có vẻ rất là háo hức đấy. Lần lượt từng em một. Em đầu tiên. 2 3 4 5 6 7 8 9